Nhân đây, con xin giới thiệu cô tư lệnh do đại tá Nguyễn Quý Hải tạo ra. Bây giờ sẽ giới thiệu các quân dần dần. Các quân sẽ tên của các quân sẽ như thế này. Đây. Tư lệnh sẽ đi như xe trong cờ vua. Cờ tư lệnh là có hình ngôi sao của giống cái gì à? Không phải đâu. Quay bàn cờ trước đã. À, giới thiệu bàn cờ trước. Ok. Bàn cờ có 11 cột và 12 hàng. Cột chỉ răng mà hàng chỉ răng chỉ trong lộn ngược đó. Cột sẽ như thế này và hàng sẽ như thế này. Ok. Cờ tư lệnh có 3 vòng. Bàn cờ tư lệnh có 3 vòng. Sông, nước, sông và mặt đất. Hay quá. Và trong sông có những cái này là ngầm. Ngầm. Ok. Rồi. Tiếp tục. Có bao nhiêu quân cờ ở mỗi bên? Mỗi bên có. Có. Ba. À, 38 chị 2 không mấy? Suy nghĩ đã. Nữa của 38 chắc chắn. Xem. Ui, 38 chị 2 mà chị không biết. Bằng cờ. 3 chia 2 bằng mấy? 3 chia 2 bằng 1,5. 3 chia 2 1,5 à? 3 chia 2 bằng 1. Nhớ 1. Nhớ 1. 1 chân 2 là bằng 2 là bên đây là nhớ 1 là 18 chia 2 không ấy? 18 chia 2 bằng 9 trừ 10 rồi. Cái mỗi bên là mấy quân cờ? 10 có 11 loại quân cờ. À, 11 loại quân cờ, rất là có 22 con cờ thôi đúng không? Rồi. Chỉ rồi đó, bây giờ mình đang nghiên cứu thì thôi con cứ xếp bàn cờ lên rồi con sẽ biết là mỗi bên có mấy quân cờ. Con đếm vô cái hộp đi, nhìn cái hộp đếm bao nhiêu hộp quân cờ. 1, 2, 3, 4. Khó xếp là từ trên xuống dưới. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. À, rồi 7, 38 chia 2 là bằng mấy? 19. Ok, rồi xin mời đi, chúng ta. Rồi giới thiệu con cờ đi con. Quân cờ này, quân cờ tư lệnh. Đầu tiên mình dơ cái con cờ lên. Dơ cái mặt con cờ lên. Đây là quân tư lệnh. À, cờ tư lệnh nó có cái hình cái gì đây? Hình ngôi sao. Giống cái gì biết không con? Giống lá cờ Việt Nam. À, đúng rồi, giỏi quá. Rồi tiếp tục nào. Tư lệnh sẽ đi như xe của cờ vua hoặc là cờ tướng. Nếu mà có quân tư lệnh khác ở đây, tư lệnh không thể tới đây hoặc là đi xa quân tư lệnh kia được. Rồi tiếp tục nè. Đầu tiên là quân tư lệnh, rồi tới quân còn gì nữa. Nếu mà có quân, ví dụ nếu có quân ở đây thì quân tư lệnh có thể đi tới chỗ này hoặc là đi xa theo ý muốn của người chơi. Kênh ta vừa giới thiệu vừa xếp cờ luôn đi. Đây là quân bộ binh. À, bộ binh. Con biết bộ binh nghĩa là gì không? Bộ là gì? Là đi bộ. À, bộ lính là đi. Lính đi bộ. À, đường bộ đúng không? Phải không? Bộ binh đi. Phải bộ binh là người, là lính mà đi trên đường bộ không? Đúng. Còn đường đi dưới nước là chi? Gọi là gì? Bộ binh.
Đi dưới nước à? Nhưng bộ binh đi không đi vẫn dám tư lệnh nhưng chỉ đi một ô thôi. Ừ. Bộ binh mà muốn muốn ăn được con này thì phải nào làm động tác đó. Thôi bây giờ người ta xếp cờ lên bàn cờ đi. Rồi tiếp tục. Quân này là quân xe tăng. Ừ. Quân xe tăng đi vẫn dám tư lệnh và bộ binh nhưng chỉ đi hai ô thôi. Ừ. Tiếp tục đi con. Xe tăng muốn ăn được con này thì phải vào sông, muốn ăn được cái con hải, muốn ăn được con này thì phải đánh vào hăng. Rồi để tiếp tục. Quân dân quân tóc dài, Ủa dân quân tóc dài là ai à? Là con cờ đi nè. Đúng rồi, thương con không? Dân quân tóc dài có nghĩa là gì? Con hiểu không? Hiểu là gì? Hắn có tóc dài. Không phải là phụ nữ đúng không? Đi đánh trận đúng không? Hiểu không? Phụ nữ đi đánh trận là gọi là dân quân tóc dài à? Dân quân tóc dài. Còn đàn ông thì mình nói là gì? Dân quân tóc ngắn. Ôi trời. Rồi ok, tiếp tục đi. Một ô về bất cứ hướng nào cũng được. À giống giống cũng được. Ừ, nó giống con cờ chi ở trong cờ chi? Cờ vua, trong cờ vua. À giống giống con vua trong cờ vua. Ok, rồi tiếp tục. Rồi tới quân công binh. Công binh. Công binh vẫn đi giống bộ binh. Ừ. Là biết rồi nha. Tiếp tục. Pháo binh nè. Pháo binh là đi 3 ô một lần. Ừ. Rồi tiếp tục nè. Tiếp tục là cao xạ. Cao xạ. Ừ. Tên hay quá hả? Cao xạ đi giống bộ binh đây. Cao xạ nghĩa là răng à? Cao xạ là mày thấy cao xạ hồi nhỏ chưa? Chưa biết cái từ cao xạ. Mày đã thấy cao xạ từ nhỏ chưa? Chưa biết luôn, răng thấy được. Cao xạ. Xạ có phải là bắn cung không? Cao xạ sợ ít đó mẹ ơi. Thì sợ ít chứ răng. Sợ ít là phải. Đúng là rồi. Cao xạ vẫn đi giống bộ binh đấy. Ừ. Cao xạ giống như thế này nè. Thôi tiếp tục xếp nhanh lên, xếp nhanh khẩn trương. Rồi tới tên lửa mặc dù không giống hình như thế này được. Tên lửa đó đi giống dân quân tóc dài đây nhưng đi hai ô. Ừ. Và không đi chữ L. Thế là giống quân chi trong cờ tướng cờ vua? Không có. À, trong cờ tướng cờ vua là không có con nào nó giống như là cái tên lửa đúng không? Rồi tiếp tục nè. Rồi tiếp tục. Tên lửa. Rồi máy bay. Ừ. Máy bay không thể vào sông được. Vào nước được. Đi xả. Máy bay phải bay trên trời chứ đúng không? Đi máy bay bay trên trời và đi giống bộ binh. Ừ. Máy bay ở đây không muốn ăn hải quân là chịu thôi. Ừ. Rồi tiếp tục nào. Hải quân là có thể ra mặt đất.
Hải quân đi. Hải quân là đi ở đâu đó? Ba ô theo theo. Nhưng mà đi ở đâu con biết không? Hải quân là đi ở đâu? Hải quân là đi trong biển dân. Trên mặt nước đúng không? Hải quân thật đó. Hải quân từ tư lệnh có thể vào mặt đất à? Hải quân ở ngoài đời thật cũng đi lên mặt đất được mà, đúng không? Rồi tiếp tục nào. Hải quân đi đi ba ô theo hướng theo ý muốn của người chơi. Hải quân cũng có thể đi chéo đó. Tiếp tục đây con. Sở chỉ huy là không đi hoặc ăn quân gì hết. Sở chỉ huy là cho tư lệnh đi vô à. Rồi tiếp tục. Quân cờ bay lên quân cờ mà trên quân cờ khác. Ví dụ như xe tăng ở đây. Xe tăng ở đây. Và tư lệnh ở đây. Hải quân ở đây. Bộ binh ở đây. Bộ binh có thể đi vào tư lệnh. Xe tăng tư lệnh nó thể đi vào xe tăng và nếu mà định như thế thì tư lệnh sẽ xuống đây xe tăng qua đây. Rồi tư lệnh vào hải quân rồi xe tăng vào tư lệnh. Bộ binh đi vòng vòng mới được vào xe tăng. Rồi. Trường hợp khó lắm. Nếu như mà trên tàu chiến đã có sẵn một máy bay hoặc là xe tăng thì máy bay còn lại đang chậm ô tư lệnh có được vào tàu lên tàu không? Khó lắm. Nhiều người đoán là có nhưng thật ra là không. Rồi bây giờ người ta giới thiệu xong cờ chưa? Chưa. Toàn là quân bay qua quân khác à. Quân máy bay này quân có thể bay qua quân xa tăng để ăn bộ binh luôn. Ăn bộ binh đi chết. Còn quân máy bay trường hợp đang chiếu tư lệnh đi thì tư lệnh khỏi phải chạy với mất công máy bay ăn cho nó khỏe. Máy bay ăn cho khỏe. Còn nếu như trường hợp quân đang chiếu mà hải quân của mình ở đây nữa thì tư lệnh khỏi phải chạy cho mất công. Hải quân chỉ cần bấm là được rồi. Luật chơi như vậy đúng không? Mục tiêu của ván cờ là để ăn quân tư lệnh. Cái quân mà có ngôi sao lá cờ Việt Nam đó đúng không? Như quá hay. Ví dụ như thế này.
quân xanh thắng. Rồi bây giờ xin mời Kenta xếp các con cờ lên bàn cờ. Nếu mà mất hai máy bay cũng thua luôn. Nếu mà mất hai bộ binh nè, hai xe tăng và hai pháo binh là chắc chắn là thua. Ok, rồi xin mời Kenta xếp các quân cờ lên bàn cờ. Lục cho chiếu tướng lệnh. Bộ binh ở đây đang chiếu tư lệnh chạy đi. Rồi bộ binh mới đầu đi một bước thêm trừ đi hai bước mà không thể đi chéo. Bây giờ con có xếp bàn cờ lên con cờ lên bàn cờ không? Mà chúng tắt clip. Bắt đầu xếp đây. Ok, giới thiệu đi. Đầu tiên là con gì đứng ở vị trí nào? Nhanh anh khẩn trương. Con tư lệnh. Giống như lá cờ Việt Nam á. Ở vị trí này. Rồi tiếp tục là bộ binh đứng ở hàng số 4. Tiếp tục là xe tăng ở chỗ này. Xe tăng ở chỗ này. Tư lệnh á. Tiếp tục là dân quân tóc dài. Dân quân tóc dài. Cái thuật ngữ đó là tác giả viết nói hay là kinh ta tự đặt á? Tác giả. Tác giả đặt á. Rồi tiếp tục là công binh. Pháo binh. Biết binh chủ pháo binh chưa? Cao xạ ở gần xe tăng. Cao xạ ở gần. Tiếp tục là tên lửa ở trên tư lệnh luôn. Và ở dưới dân quân tóc dài. Rồi tiếp theo là máy bay ở đây nè. Hải quân ở vị trí hơi bị độc đó. Bị đang độc. Và đây là sở chỉ huy. Quân của đối thủ vẫn như thế. Thì đang hải quân ở vị trí đập. Hải quân là... À, là nó ở ngoài biển đúng không? Dạ. Ở vùng nước đúng không? Tương tự như vậy.
dùng chiều. Xong chưa? Xong rồi. Ok, cảm ơn Kenta. Kenta cầm dơ quyển sách lên nào. Dơ quyển sách cầm lại nên. Đây là sách đây. Kenta sẽ đọc đúng không? Ok, cảm ơn Kenta. Bye bye.